mới đang đi school lại nè, đi học nè. Cầm rau ăn rồi.
cầm rau ăn nha, mấy đêm không ăn rau. Sau khi 15 phút. Giỏi. Đâu ăn được hết. Chắc phải ăn, con ăn chắc phải gì nè. Hết luôn, em đang hết luôn. Ăn giá hả? Ăn giá hả? Giờ mình mua giá cho ăn nha. Giờ mình qua nhà người em họ để cho bên đây đi bơi. Hết mùa hè rồi, nay chắc bơi cuối cùng xong rồi đóng hồ bơi luôn. Đây. Đã bơi. Hôm nay mình sẽ đăng cái đồng hồ của mình, đồng hồ giống cái iWatch này nè, bán trên mạng, có người mua, giờ mình chuẩn bị mình ship nó. Này là cái phòng làm việc, hàng shipping quá trời. Giờ mình đi làm shipping. Rồi đi đi đây. Có ai có nhu cầu mua cái gì cũng được. Nói gì biết. Mỹ phẩm, điện thoại, thuốc men. Hàng hiệu. Đồ, ở đây có nguyên một thùng. Yes, con. Đồ dùng cho em bé. Nguyên một thùng Lancôm. Bữa giờ chưa có ship được tại vì bị cấm nhận. Việt Nam bây giờ đang bị dịch nên nó không cho gửi đồ hàng Việt Nam mà. Sẽ phải ship lại khi mà nó mở cửa lại. Hộp thuốc cho em bé, thao no, thuốc bổ, mỹ phẩm, dụng cụ cho em bé, hàng hiệu Việt Nam, hàng hiệu gửi về Việt Nam, hàng hiệu của Mỹ rất là tốt. Lancôm. Cái này xài rất là ok luôn nha, cái này mình xài luôn á, xong rồi cái má mình qua đây thấy xài được quá, cái má xài giờ giới thiệu cho mấy cô mấy thím ở Việt Nam xài, giờ mọi người nhờ mua dùng quá trời. Lâu lâu Lancôm cũng có quà tặng. Anh nhỉ nè, Lancôm hết. Thùng này chống đạo hóa rất là ok. Cho nên mặc dù là nó hơi mắc một chút, hình như 180 hay sao. 830 gì đó không nhớ rồi. Mà cứ mỗi lần hết là má kêu mua về gửi cho má xài hoài. Mấy cái này cũng vậy. Đồ của Lancôm. Đây là thuốc. Đây là con. Thuốc bổ của con nít. Vitamin C. Thuốc bổ của phụ nữ. Cái này là da, tóc với móng. Mà dạng gummy, dạng kẹo, giống như kẹo dẻo vậy đó. Ngay nó đỡ ngán hơn là uống thuốc. Rồi thuốc glucosamine. Đâu rồi. Cái này ở Việt Nam dạo này hay dùng lắm nè. Cái này one a day. Cái này ông xã mình cũng xài luôn. Nhưng mà one a day cái này là. Cái màu xanh là cho nam. Cái này là cho những người trên 50 tuổi. Mình mua cho ba mình uống. Một hộp nữa đó là cho mẹ mình uống. Mommy. Đó. Mommy, can I eat this?
No, cái đó của mami, con không ăn được. Của con cái khác. Sao? Cái đó của mami, con không ăn được chứ. Sao là sao? Có cay không? Không có cay nhưng mà cái đó. Đây là 4 giờ rưỡi, không đã mê đóng cửa rồi. Cậu đi. United States Postal Office, Knoxville, tiểu bang Knoxville. Giờ mình coi đâu. Là mình vô cái chỗ này Home Goods, đó là bán đồ dụng cụ trang trí nội thất trong nhà. Chỗ này rất nổi tiếng, bán đồ cũng rẻ, bán đồ coi như là nó bán đi coi như là mình không thấy nữa. Nó chỉ một có một món thôi. Halloween. Bắt đầu em bé. Mệt không mệt? Baby mat. Cái này mắc tiền nè, 700 đồng cái cục vịt gạch thạch. Ok, let's go. Đây gì vậy? Ai mình có sở hữu một lò rượu rất đặc biệt, Louis the 13th, mà cái loại mà nó kiểu này là rất là xưa, từ 1980 cái đó, hoặc có thể là xưa hơn nữa. Tại cái loại Louis XIII bây giờ nó là nó mở ra. Đây là một người bạn cho mình từ lâu rồi, giờ mình mở ra cho mọi người xem. Mình cũng đã uống thử rồi, rất là ngon. Rượu này nó cũng, nếu mà biết uống rượu thì nó cũng giống như, nó mùi rất là đặc biệt. Mà nói mình thì mình không có rành rượu lắm, mình chỉ biết là cái này nó làm bằng cái crystal baccarat thiệt, nên nó mắc. Và cái rượu này cũng là rượu xưa, nó y gần 40 đến 100 năm. 40 đến 100 năm tuổi. Năm tuổi, nó y nghĩa là nó tuổi nó tuổi nó đó. Nó có cái mã số đàng hoàng. Đa số thì nó cũng là loại rượu cognac. Giống như mọi rượu khác thôi, nhưng trong crystal cũng đẹp quá. Này mà không dám uống nhiều, lâu lâu úp nhỏ
lưu tính chỉ làm đẹp tất cả bằng da hết, da hết cái hộp cũng bằng da luôn mà xưa cái này gọi là vintage luôn á. Giờ kìm cái loại này cũng có đâu, thế giới đi còn nó sắc sức 500 cái, 500 cái. Mình sẽ lắc mà uống thử cho bạn coi. Thường mình không có uống nhiều mà hôm nay mình sẽ đặc biệt uống lại lần nữa. Pidaba 700 ml, 40% alcohol. What do you want to do? What do you want to do to make a magic for? Nó không lấy cái muỗng mày ra đó. Mũi ra mũi ra thơm đó, nếu mà muốn cho nhìn đẹp thì mình làm vậy đó. Để kem tia mùi rất là nồng mà thơm. Này là cái ly uống rượu mà không dám rất nhiều xíu thơm hơi thơm rồi cho nó gọi đây chút xíu hả. Lắc mình không rành gì rượu lắm, mình chỉ biết là lắc kìa thôi. Hơi là thơm mà. Em không có rành, em ngửi em xịn, em cho con bú. Rượu mà ngon á. Mình biết cách là biết luôn rồi. Không. Nào mà cái kiến này thấy nó bị giống như rớt. Giống như oily á. Nghe rượu rất là lâu năm. Okay. Rất là ngon. Okay. Nhìn giống như oily rất kiến nghĩa ha. Nghĩa là nhìn nó giống như là dính dầu vậy đó. Là rượu càng ngon. Ok con, thôi đi. Rồi, hiểu thử. Cay và ngon, thơm. Apple té bây giờ con. Uống không hết thì thôi. Ngon mà. Uống không hết thì cần gì phải ráng. Có xí gì cũng ngon. Dạ. Bánh rượu mạnh mà. Chế vô lại. Apple hồ này. Đây là rất là muốn xuống chơi với cái con robot ở dưới. Này nè. No, không chơi được. 700 ml, 40% alcohol, product of France, Louis XIII. Ở đây có mật mã luôn, Remy Mart của Remy Martin, cognac của France, mà cái loại miếng chai, cái loại chai này là Baccarat, là chai đa đắt tiền. Nên nó đắt là tại vì cái chai là đắt chứ rượu đâu cũng ok. Baccarat. Mà cái chai mà mắc nhất của Louis XIII là màu đen. Nó giá là 125.000. 125.000 đô. Chai này chắc trung bình chắc khoảng 3-4.000 thôi. 3-5.000 gì cái đó. Bằng một vỏ túi LV. Mà ngồi uống rượu, không ngồi sao hiểu. Mà cái là dòng mà cái hộp bây giờ mà mua Louis XIII á, mình sao mình không có hộp như vậy đâu. Hộp bây giờ mình mua nó là da mà nó mở ra như vậy. Còn cái này là hộp kiểu mà xưa nó không sao sức nữa, là cái này rất là đắt tiền. Bằng da rất là đắt tiền, nó không sao sức nữa. Cái đầu mà phim biết vậy nè. Này cái gì giá bộ. Sao mà muốn rượu à? Cái theo mà cái đó nó như là
1980 đó, nó sản xuất ra cái loại này. Từ 1980 đến 1990 thì nó xài chất như vậy, nghĩa là bây giờ khác rồi. Giờ mà mua trên mạng thì nó cũng không phải là vậy, nó mua cái đó là loại da mà open cái khác. Mới open cái này. Là nó là pyramid. Đó. Rồi nó có dấu mộc, dấu sao đồ này. Đặc biệt. Con nhỏ này, ôi á bụng muốn rượu hả? Hay sao? Ơi. Để cái gì? Con cất đi rồi để tới Halloween con mặc. Cất trong phòng con á. Ngon. Cái này uống hết rồi nó còn. Mình thấy ôi lị dưới khắp này nha. Nhìn nó giống như là nó dính dầu, vậy đó mọi người. Nghe càng cái dầu vậy mình thấy nó càng ngon, nó lâu năm. Thôi.